Lễ hội du lịch Golf Đà Nẵng 2022 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm quảng bá điểm đến du lịch và môi trường đầu tư tại thành phố với các vận động viên golf và khách du lịch quốc tế. Ngoài tâm điểm giải đấu BRG Open Golf Championship Đà Nẵng sẽ chú trọng vào các hoạt động bên lề. Theo đó, hoạt động hội thảo golf và du lịch golf dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022 tại khách sạn Sheraton Grand với gần 100 đại biểu. Nội dung hội thảo sẽ được Liên đoàn Công nghiệp Golf Châu Á chuẩn bị. Trong cái chuỗi sự kiện này, thì AGIF sẽ triển khai hai cái hội thảo, đó là hội thảo về du lịch và du lịch với bộ môn golf. Thứ hai, đó là cái việc phát triển cái công nghiệp golf mà trong khu vực. Thì đối với lại các cái hội thảo này, chúng tôi cũng mong muốn sẽ có được những cái thông tin cập nhật mới nhất về thị trường du lịch, khách du lịch golf trong khu vực, cũng như là cái tiềm năng để mà thu hút khách du lịch golf tới với Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung. Thứ hai nữa là cái tiềm năng để mà phát triển cái ngành công nghiệp golf cho Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó, chương trình tham quan trải nghiệm du lịch Đà Nẵng dành cho đại biểu dự kiến sẽ có hai chương trình là tham quan miễn phí và tham quan do lữ hành khai thác. Trong đó, với chương trình tham quan miễn phí sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 8 năm 2022 do Sở Du lịch chủ trì tổ chức. Có hai cái chương trình đặc sắc, đó là cái chương trình Đà Nẵng By Night, một cái chương trình để cho các cái golfer cũng như người thân bạn bè của các cái golfer có cái cơ hội để trải nghiệm các cái hoạt động vui chơi giải trí về đêm tại Đà Nẵng, cũng như là cái chương trình trải nghiệm về cầu vàng, cũng như các cái sản phẩm du lịch đặc trưng của Đà Nẵng mà chúng ta hiện đang có, với một cái mong muốn tạo ra cái trải nghiệm mới mẻ, khác biệt và ấn tượng cho các cái golfer cũng như là gia đình bạn bè của các golfer khi mà tham gia cổ vũ cho người thân của mình trong thời gian ở Đà Nẵng. Ngoài ra, Sở Du lịch cũng phối hợp với các sân golf và các địa phương lân cận để triển khai các hoạt động trải nghiệm như chương trình tham quan miễn phí sân Montgomery Alin, sân Laguna Golf, miễn phí tập thử golf cho trẻ em dưới 12 tuổi v.v. Với việc đầu tư nhiều hoạt động bên lề, Đà Nẵng mong muốn lễ hội du lịch golf Đà Nẵng 2022 không chỉ là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá điểm đến với các vận động viên golf quốc tế và khách du lịch, mà còn tạo cơ hội cho thành phố xúc tiến hợp tác với các nhà đầu tư, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thiết bị golf, thúc đẩy ngành công nghiệp golf của Đà Nẵng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thành phố.